Vâng, các bạn thân mến, hiện tại thì mình đang có mặt ở chỗ là đường cuối đường Nguyễn Trãi lên ngã tư Sở, qua cầu vượt đây thì sang bên kia là đường Tây Sơn. Đó, thì hôm nay mình sẽ đi đường Vành Đai 2 qua đường Trường Chinh cũng như là xuống đường Minh Khai đến cầu Vĩnh Tuy. Qua đó thì mình sẽ chia sẻ một số hình ảnh tại đường Vành Đai 2, đường trên cao, cung đường đang được thi công sắp hoàn thiện. Muốn chia sẻ lên video này thì cho tất cả các bạn cùng đón xem. Các bạn hãy cùng mình đi trải nghiệm cung đường này nhé. Rồi, hôm nay thì các bạn nhìn thấy trên bầu trời đây rất là u ám, mây đen kịt. Thời tiết Hà Nội với ngày nay thì lúc mưa lúc nắng. Vừa sáng nay mưa cơn rất to, tạnh xong giờ lại có vẻ sẽ sắp mưa nơi rồi. Đấy, cơn thì đen xì luôn. Đấy, mình sẽ ép phải bên này thì sẽ đi về đường Trường Chinh các bạn nhé. Giờ cái đoạn đường từ Trường Chinh đến cầu Vĩnh Tuy được xây dựng cái đường trên cao rất là đẹp. Còn này cũng rất là hay bị ùn tắc ở đây vì có cái đường có cái lối đường lên trên cao đây thì ô tô cũng bị hay bị tắc thế này. Làn trên cao dành cho xe ô tô, xe máy không được đi phía trên đường trên cao. Đó, các bạn nhìn thấy đường trên cao dành cho chỉ ô tô các bạn nhé. Mình đi xuống đường dưới này. Đây, bắt đầu vào đầu đường Trường Chinh. Đi tầm giờ này thì là vào cái giờ giữa buổi sáng nhưng mà không có vào cái giờ cao điểm gì cả. Đường cũng rất là bình thường. Đây, hai bên là hai một đường đường lên một đường xuống và đường trên cao. Còn đi vào đây là mình đi ở dưới. Ở cái đường Vành Đai 2 đoạn này thì mình đã cũng quay một video ở buổi ban đêm rất là đẹp. Hôm nay mình đi vào ban ngày. Ở buổi sáng thì muốn ghi lại một số hình ảnh cho các bạn xem về cái cung đường Vành Đai 2 đang được thi công nốt ở đoạn đường Đại La sắp xong rồi. Các bạn nhìn thấy đường trên cao nhé, trên cao đã làm đoạn này đến cầu Vĩnh Tuy gần như là làm giống nhau hết luôn. Thấy cái thiết kế cũng như là cái thi công làm giống hết nhau. Thank you.
trời thời tiết bắt đầu đổ mưa các bạn ạ. Đây gần đến cuối đường Trường Chinh, bắt đầu ra ngã tư Vọng này các bạn ơi. Đó, đoạn này xây dựng đang thi công gần xong. Anh đang đứng ở dưới gầm cầu, gầm đường trên cao. Đoạn này là cuối đường Trường Chinh rồi nhé các bạn nhé. Ra chỗ kia là ngã tư Vọng này. Thế bằng thì nối liền với cả đầu đường là Đại La. Cái này đang thi công nốt đoạn đường trên cao. Đó. Thì đang bị mưa. Đây các bạn. Mưa nếu mà đứng ở đây thì ok luôn các bạn, như một cái chân khổng lồ, trần nhà khổng lồ luôn, đường mái che luôn. Đấy. Đây là bắt đầu xuống đường Trường Chinh trên cao, hai bên cũng là đường xuống và ở giữa là một cái đường vượt sang bên bên đường Đại La. Đấy, đoạn này rất là cao, đang thi công chưa xong. Thời tiết thì đang lúc mưa lúc tạnh. Đấy, lại vừa mưa tí bên lại tạnh rồi. Đây các bạn nhìn thấy chỗ đoạn này là đường Kim Cao đang thi công sắp hoàn thành. Bạn nhìn thấy chỗ nối liền sang bên đường Đại La đã nối liền nhau rồi, thì các con hoàn thiện nốt. Con đường này sắp hoàn thành. Cầu rất cao. Cầu vượt rất cao luôn. Cái này gọi là hai cầu vượt. Thiết kế như hai cầu vượt luôn. Một cầu vượt đường Giải Phóng, đường Trường Chinh sang Đại La, hai cầu vượt. Mình ngắm lại một chút là đoạn hai cầu vượt nhé. Cầu vượt đi dọc bên này là đường Giải Phóng. Đường này là đang xây dựng đây. Đường này là đường hai cầu vượt. Cầu vượt đường trên cao. Đường vượt đi bình thường đường Giải Phóng. Ngã tư Vọng. Và đi thẳng sang đường Đại La Minh Khai. Và chúng ta tiếp tục đi theo con đường vành đai 2 nhé. Đường Trường Chinh đi sang đường Đại La qua đường tàu, qua đường Giải Phóng sang bên này.
bạn, chỗ này đang thi công nhưng mà đường đang rất là tắc. Sửa hoàn thiện. Đoạn này đang thi công, còn đúng một đoạn này là xong các bạn ạ. Đang thi công nút đoạn lên xuống ở điểm ở Đại La nữa. Như mình quan sát thì ở con đường Vành Thích Cao, đường Vành Đai 2 này thì chỉ còn đúng một đoạn là đường Đại La. Đấy, còn hết đường Đại La sang đường Minh Khai là sẽ xong. Đấy, đến giờ này, giờ này thì có thể là trở về đường kia cũng có thể là xong hoàn thành rồi. Đấy, đúng đoạn này thôi. Đây, giờ này đã xong, bắt đầu từ đây trở đi đã hoàn thành. Đường này với cái tỷ lệ của phương tiện đi cũng khá là đông các bạn. Giờ này giờ buổi sáng gần đến buổi trưa rồi. Các phương tiện di chuyển ở đây cũng khá là đông. Đây, bây giờ đây là sang đường Minh Khai đây. Bây giờ từ đây đến cầu Vĩnh Tuy là đường Minh Khai. Các bạn về gọi là quảng canh về đô thị, về giao thông của Hà Nội hiện tại cũng thay đổi rất là lớn. Mình là những người di chuyển trên đường rất là nhiều. Cảm nhận được về những cái mà thay đổi cũng như là đổi mới của thủ đô Hà Nội những năm gần đây rất là lớn, thay đổi toàn diện về mọi mặt về đô thị giao thông. Đó. Cũng đỡ đi một phần nào về vấn đề là tắc đường, tắc vào những giờ cao điểm, như là mang lại cho chúng ta đi lại nó đỡ phải vất vả. Và những cung đường như thế này tất nhiên là ngoài vẻ đẹp ra nó còn cũng là hiện đại, cũng là rất là tuyệt vời cho thủ đô Hà Nội. Đây, chúng ta đang đi trên đường Minh Khai thuộc quận Hoàng Mai. Cung đường nối liền bắt đầu từ đường Đại La đến cầu Vĩnh Tuy. Đường Minh Khai này ngày xưa chắc bạn nào đi mấy năm về trước chắc là bây giờ thì chắc là nhìn lại không thể nhận ra được, khác hoàn toàn rồi. Đó. Trên là đường trên cao, dưới là đường Minh Khai. Đường Vành Đai 2 từ đoạn ngã tư Sở đến cầu Vĩnh Tuy
thay đổi một diện mạo rất là mới mẻ, rất là hiện đại. Cung đường này khi hoàn thành xong thì chắc chắn là một cung đường rất là tuyệt vời. Đây là gần như đến cuối đường Minh Khai rồi. Ở đây có khu đô thị Time City rất là nổi tiếng ở Hà Nội, bên Vincom. Và cũng là đường đi xuống, đường đi hết đường trên cao lên cầu Vĩnh Tuy. Mình muốn chia sẻ cho các bạn về cung đường phố của trên Hà Nội, về những cung đường mới. Về đô thị giao thông của Hà Nội. Đây, xuống đường trên cao đi xuống đây. Và bên tay phải là khu đô thị Time City. Đây các bạn, này là khu đô thị Time City bên này. Time City. Đó. Còn đi đây là sát cầu, chân cầu của cầu Vĩnh Tuy các bạn nhé. Phía bên kia đang bị lại vấn đề là đang tăng đường từ trên cầu đi xuống bị tắc. Đây cảnh quan ở khu đô thị gần chân cầu Vĩnh Tuy, và mình sẽ đi lên trên cầu. Vâng, mình rất cảm ơn các bạn đã xem video. Mình muốn chia sẻ một video về những hình ảnh tại đường Vành Đai 2, từ ngã tư Sở đến cầu Vĩnh Tuy, chia sẻ các bạn những hình ảnh mới nhất về cung đường này. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký để xem nhiều video về Hà Nội nhé. Các bạn hãy chia sẻ và ủng hộ với kênh Hà Nội MTV.